những tháng ngày, có những tháng ngày, có những tháng ngày chỉ anh cùng đau buồn, hòa vào cơn mưa chiều thu héo úa, viết lên khúc nhạc buồn tan tình tan tình, vội lòng nghe đi tan đi sầu cho mình. Chắc ta quá vội chóng trao tình duyên rồi, giờ người xem ta giống như mùa vui mắt em ngưng được có ai đâu. Hát 11 Ultra đã tốt, nay hát 11 Ultra cộng còn tốt hơn. Bây giờ chúng ta cùng mở hộp xem nó có gì tốt hơn nhé. Phẩm thì vẫn giữ nguyên như cũ, vẫn bao gồm một cáp sạc, một dây cao su sóng gồm các màu, màu cam, màu đen và màu sữa. Đó, kích thước màn hình thì vẫn là 49mm. Chúng ta cùng bóc siêu nhé. Cảm giác này thật là tuyệt vời. Vẫn có 4 ốc vít thật này và có chốt cài giữ dây. Đó, kích thước là 49mm. 3 nút vật lý để sử dụng được. Điểm vượt trội của H11 Ultra cộng đó là thiết kế tràn viền, cảm biến siêu mượt và có thêm tính năng la bàn số, la bàn cơ. Đây là tính năng mới của năm 2023. Pin của H11 Ultra cộng vẫn lên tới 5 đến 7 ngày. Khi mua sản phẩm các bạn sẽ được tặng thêm một dây thép. Đây là sản phẩm có 3 cái nhất, bền pin nhất, loa to nhất và chống nước tốt nhất. Hôm nay mình sẽ làm video so sánh H11 Ultra và Ultra cộng nhé. Thứ nhất là kim chiếu AOD của H11 Ultra cộng đẹp hơn. Kích thước thì cùng 49mm như nhau. Màn hình của H11 Ultra cộng thì cân đối hơn, sắc nét hơn. Còn H11 Ultra cộng có thêm la bàn cơ, la bàn số. Còn H11 Ultra thường thì chỉ có mỗi la bàn cơ thôi. H11 Ultra cộng thì full viền hơn. Hơn nữa H11 Ultra cộng có đổi màu giao diện, chúng ta có thể chạm là thay đổi được màu. Đây là tính năng của những dòng đồng hồ ra đời năm 2023. Cả hai dòng sản phẩm này thì đều có những cái tính năng như là chống nước tốt nhất này, loa to nhất và pin trâu nhất, pin là 5 đến 7 ngày. Cảm biến thì cực kỳ mượt và thiết kế thì cực kỳ đẳng cấp.